Góc vườn âm nhạc. Vụ chuyển nhượng catalog âm nhạc của nữ ca sĩ Taylor Swift từng chấn động làng âm nhạc năm 2020. Vậy catalog âm nhạc là gì và nó ảnh hưởng ra sao tới thu nhập bản quyền của nghệ sĩ như công chúa nhạc pop Swift? RFE xin giới thiệu về ý nghĩa thương mại, cơ cấu nguồn thu và giá trị theo thời gian của catalog âm nhạc. Taylor Swift là người khơi mào cho giới truyền thông hiểu rõ hơn về giá trị của catalog âm nhạc. Nhà tài phiệt âm nhạc Scooter Braun đã bán lại catalog âm nhạc của Taylor Swift cho một công ty tư nhân với giá 300 triệu đô la mà không có sự tham khảo ý kiến của cô. Sự việc bắt đầu ở hãng đĩa Big Machine. Nữ ca sĩ của Fearless đã ký hợp đồng ghi âm 6 album liên tiếp. Khi cô chuyển sang hợp đồng với hãng Republic, hãng Big Machine được bán lại cho nhà tài phiệt Braun. Đồng thời, Braun cũng nắm quyền kiểm soát xuất bản các ghi âm 6 album của Taylor. Mặc dù nữ ca sĩ đã kịch liệt phản đối do bị bắt nạt, catalog này đã được bán tiếp cho một công ty cổ phần tư nhân. Danh mục này gồm có album Fearless, Không Sợ Hãi từng đem lại thành công vang dội cho nữ ca sĩ. Taylor Swift cũng không phải dạng vừa, cô đã ghi âm lại một phiên bản Fearless hoàn toàn mới để giành lại quyền kiểm soát xuất bản. Không những thế, Taylor Swift dự định thu âm lại toàn bộ các album trong catalog như để trả đũa Braun. Phải chăng catalog âm nhạc có ý nghĩa rất quan trọng đối với nữ ca sĩ sinh năm 1989 này? Ở thái cực khác, Shakira, nữ ca sĩ người Colombia đã quyết định bán catalog âm nhạc gồm 145 ca khúc của mình cho công ty đầu tư Hypnosis trụ sở tại London, Anh Quốc. Shakira là một trong những nghệ sĩ Mỹ Latin biểu diễn thành công nhất với hơn 80 triệu album nhạc tiêu thụ toàn cầu. Không tiết lộ giá trị chuyển nhượng nhưng ước tính số tiền không thể nhỏ hơn 8 chữ số. Tên tuổi của Shakira rất được ưa chuộng trên các kênh streaming nhờ hai ca khúc được bình chọn là bài hát chính thức của kỳ FIFA World Cup năm 2010 và 2014 là Waka Waka và La La La. Đề cập tới thương vụ thiện chí này, Shakira nói để trở thành một nghệ sĩ sáng tác là một thành tựu đáng kể. Tôi luôn coi trọng điều đó hơn hẳn một ca sĩ hay một nghệ sĩ. Khi tôi lên 8 tuổi, tôi đã bắt đầu sáng tác để cảm nhận về thế giới trước khi biết hát. Tôi biết rằng Hypnosis sẽ là một ngôi nhà lý tưởng cho catalog âm nhạc của mình. Hai ví dụ của Taylor Swift và Shakira đều hé lộ về giá trị thương mại của catalog âm nhạc. Catalog âm nhạc liên quan tới bản quyền xuất bản ca khúc, publishing royalty của tác giả. Khi tác phẩm được phát trên radio, streaming, concert biểu diễn cho công chúng, lồng ghép trong phim ảnh và truyền hình, người sở hữu catalog và tác giả sẽ được chi trả thu nhập. Giá trị thương mại của catalog âm nhạc gây sự chú ý đặc biệt cho giới đầu tư nhờ thị trường nghe nhạc trực tuyến, streaming music với quy mô hơn 10 tỷ đô la một năm tính riêng tại Hoa Kỳ, số liệu năm 2019. Xu thế nghe nhạc trực tuyến, streaming music đã khiến cho việc săn lùng catalog âm nhạc thành một cuộc săn lùng kho báu. Chúng ta có thể dễ dàng xác định giá trị thương mại của một ca khúc dựa trên số lượt nghe theo tháng, theo năm. Trong điều kiện lãi suất thấp như hiện nay tại Mỹ và các nước châu Âu thì nhà đầu tư bỏ tiền vào mua catalog âm nhạc có thể hưởng một tỷ suất lợi nhuận cao hơn lợi nhuận của cổ phiếu hay trái phiếu. Hơn thế nữa, đại dịch Covid-19 khiến cho làn sóng streaming music phất như diều gặp gió. Nhờ vậy, doanh thu định kỳ của catalog cũng nhảy vọt. Nhờ công nghệ phát triển, nhà đầu tư có thể kiểm soát được nguồn thu tốt hơn thập kỷ trước nhờ các phần mềm quản lý và các nền tảng tương tác. Như vậy, nguồn thu nhập của catalog âm nhạc khá đa dạng. Nó có thể coi là gà đẻ trứng vàng cho các nghệ sĩ mới nổi hay kỳ cựu dựa trên tần suất nghe. Đơn cử như bản hit Driver License, giấy phép lái xe của ngôi sao Disney, Olivia, đã chiếm sóng Spotify suốt 2 tháng năm 2021. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. You said forever, now I drive alone past your street. Nếu lướt qua, chúng ta cho rằng là nhà đầu tư catalog có thể bỏ túi hết nguồn thu từ đơn vị cung cấp streaming. Thực tế không phải vậy. Với 1 đô la doanh thu streaming, khoản tiền và túi của người giữ bản quyền xuất bản không nhiều. Doanh thu streaming đến từ thuê bao của người dùng gói cao cấp premium và tiền dịch vụ quảng cáo cho gói cơ bản. Ví dụ trên Spotify, 1 đô la thu về sẽ trích lại 0,58 đô la cho hãng đĩa ghi âm, 0,29 đô la cho dịch vụ streaming là chính là Spotify. Tiếp theo, 6 cent sẽ được trả cho bản quyền xuất bản. Số tiền này được hãng streaming chia đều cho bên giữ catalog và tác giả ca khúc.
Số tiền 6,12 cent tiếp theo sẽ được chi trả cho đơn vị tổ chức biểu diễn Pro, sau đó được chia đều 50-50 cho nhà xuất bản catalog và tác giả ca khúc. Kể cả với đơn vị streaming khác như Apple Music thì cơ chế ăn chia doanh thu này không có nhiều thay đổi đáng kể. Tổng số tiền chi trả cho xuất bản và biểu diễn của Apple Music là 13,5 cent, nhỉnh hơn so với mức 12,1 cent của Spotify. Vậy yếu tố quyết định phải là một ca khúc ăn khách, có số lượt nghe cao mới có thể sinh lời cho nhà đầu tư catalog âm nhạc được. Lưu ý rằng kênh Spotify giờ đây là một đơn vị streaming lớn nhất, chiếm tới 36% thị trường toàn cầu với 286 triệu người sử dụng thường xuyên hàng tháng. Như vậy đơn cử với một ca khúc Shape of You, hình bóng em của Ed Sheeran, có tới 2,5 tỷ lượt nghe trên Spotify năm 2020. Giả sử mỗi lượt nghe thu về được $1 tiền doanh thu thì các tổ lớp âm nhạc của Shape of You có thể thu về xấp xỉ $150 triệu. Con số thu nhập này quá thực hấp dẫn thì ngang bằng 1/3 doanh thu tour lưu diễn cả năm của nghệ sĩ khoảng $400 triệu. Như vậy trong mắt nhà đầu tư catalog, hiển nhiên là các nghệ sĩ phải có các khúc tủ, các bài hit được nghe đi nghe lại mới có khả năng sinh lời cao. Có thể so sánh giá trị của catalog âm nhạc như một cuốn sổ tiết kiệm có lãi suất cộng dồn. Nhưng chính xác hơn, các chuyên gia tư vấn tài chính gọi là catalog là một trái phiếu mà lãi mẹ sản sinh lãi con theo thời gian. Việc đầu tư chuyển nhượng catalog âm nhạc không phải là quá mới mẻ. Thực tế, nó đã xuất hiện từ thời kỳ hoàng kim của rock and roll. Ví dụ như là bộ đôi huyền thoại của thành phố Liverpool, Paul McCartney và John Lennon, trụ cột của nhóm The Beatles, cũng từng bán catalog âm nhạc vào giữa thập niên 60. Chúng ta đã quá quen thuộc với những bản nhạc kinh điển ký tên đồng tác giả McCartney và Lennon. Hai nhạc sĩ đã giao quyền xuất bản cho một công ty ghi âm Norton Songs cùng nhà quản lý Brian Epstein và hai nhà xuất bản Dick James và Chuck Silver. Khi mất quyền kiểm soát tại công ty ghi âm Norton Songs, họ quyết định bán hết số cổ phần trong Norton Songs với khoản tiền 3,5 triệu bảng Anh. Nếu họ giữ tới năm 2019 thì khoản tiền đó được định giá lên tới $58.9 triệu, gấp khoảng 13 lần nếu quy đổi ra bảng Anh. Liên quan tới thương vụ này có cả ông vua nhạc pop quả cố Michael Jackson. Vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp năm 1985, ông Hoàng Jackson đã quyết định bỏ số tiền không nhỏ $47 triệu để mua lại một catalog gồm 251 ca khúc của The Beatles cùng 40.000 bản quyền xuất bản ca khúc khác của công ty ATV. Lúc bấy giờ, quyết định đó mới mang tính thử nghiệm hơn là quyết định một khoản đầu tư thương mại như bây giờ. Đến 2019, catalog âm nhạc mà Michael Jackson mua lại được định giá lên tới $200 triệu, gấp 4 lần so với thời điểm đầu tư. Vậy điều gì làm cho catalog tăng giá chóng mắt theo thời gian khi streaming music chưa phát triển? Đó chính là lạm phát và lợi suất trái phiếu. Giá trái phiếu luôn tỷ lệ nghịch với lãi suất và lạm phát. Thập niên 80 đã chứng kiến lãi suất cao kỷ lục hai chữ số và lạm phát ở Mỹ lên tới 3,5%. Nhóm tư vấn của vua nhạc pop sau khi rà soát lại công ty ATV đã cho rằng đây là một khoản đầu tư xứng đáng với mức giá $47 triệu. Thứ nhất là số lượng bài hát được quyền xuất bản khá dồi dào. Thứ hai là kho nhạc kinh điển của The Beatles chưa hề được khai thác hay marketing nên giá trị thương mại rất cao. Nhìn nhận rõ hơn, chúng ta phải thấy là đội ngũ tư vấn cho Michael Jackson có những bước đi rất khôn ngoan. Ông đã bán đi 50% cổ phần của ATV với giá $100 triệu vào năm 1995. Hơn 11 năm sau, năm 2016, để trang trải khoản nợ nần và chi phí sau khi qua đời, gia sản của Jackson đã bán nốt 50% còn lại của công ty sở hữu catalog với giá trên trời, $750 triệu. Giá trị của catalog giống như một trái phiếu sẽ tăng giá mạnh khi lãi suất xuống thấp và ngược lại. Nhờ sự hậu thuẫn của công nghệ thông minh, giá trị thương mại của catalog cải thiện hơn rất nhiều so với thời kỳ nghe nhạc CD hay băng cassette. Điều này lý giải tại sao Jackson lại mua được giá hời khi lãi suất cao ngất ngưởng và bán đi siêu lãi khi lãi suất xuống rất thấp chỉ còn sấp xỉ 0%. Có lẽ vì thế, giới đầu tư đã săn đón catalog âm nhạc để mua một thứ bình cũ rượu mới có thể hái ra tiền trong bóng đêm đại dịch.